Chúc mừng em. Oh my God. Ủa là một mình bạn nó chọn mà cô. Không phải đâu. Nó chọn. Không. Dạ, chọn mấy triệu thôi. Đuông dừa là đặc sản đó. Quả này rất là mắc luôn á, đừng có khóc. Không, em bé như anh nè. Em sợ nhưng mà em tỏ vẻ là sợ. Có con đó là ngon. Ở đúng đây cây dừa là phải có cái cơm đó. Đúng rồi. Anh ăn trước đi, em sẽ ăn. Bây giờ anh Sơn Ngọc Minh mà bảo như miệng ăn một cái thì Quỳnh hứa với bản thân luôn là Quỳnh sẽ ăn luôn. Mất đói luôn rồi. Đây là đuông dừa. Bé bé ngon lắm á. Dạ đây là đuông dừa. Nhảy đại đi. Ăn luôn, bỏ lên cho miệng ăn luôn. Béo. Chết rồi, tới lượt Quỳnh rồi. Rồi đó, ăn xong rồi đó, ngon chứ có gì đâu. Trời ơi. Ăn được không? Ăn luôn. Ủa coi ăn cái con này bỏ hết vô miệng sao mày. Rồi trời ơi, con nhai nuốt. Em, anh lựa con nhỏ, anh làm gì anh lựa con bự như vậy. Nè. Yeah. Rồi, cắn ngay cái muỗng được rồi. Dạ. Béo lắm nghe được rồi, béo nhắm mắt rồi. Anh bỏ cho miệng em luôn nha. Thử trộm, thử trộm. Dạ. Vừa thấy đuông dừa, cô nàng đã tỏ ra hoảng sợ. Liệu cô có ăn được và thưởng thức để cảm nhận vị béo của nó giống như những người dân vừa nói? Thả miệng chứ. Ủa, làm cho như cho tôi ăn thiết độc nguyên trời luôn. Thiệt đặc sản luôn, em mới tưởng tượng đây là một món ngon. Nó ngon. Nó bụng mặt, nó gì đó. Đó, trời từ nuốt vô, đừng nhai qua rồi. Rồi, nuốt vô, bình tĩnh lại, nuốt vô. Nuốt vô, không có gì hết á, không có gì hết. Tụi mình ăn xong luôn, nuốt vô rồi các bạn ơi. Nuốt vô, ngoan. Ăn được rồi. Mình ăn được rồi. Nè, hấp miếng nước mắm cho ngon. Mình ăn được rồi. Không, xong rồi đó. Đâu còn ba con nữa, mà từ. Ăn luôn đi. Được thôi, ảnh làm được thì mình làm được. À, ăn cho em sớm siêu thoát nha. Em quyết tâm rồi. Ăn xong đi, bây giờ cũng soi vô là. Cô hứa nha, con ăn là con cho nó ăn đi cô, nó đừng nói nữa cô. Không dám nhìn luôn á. Tao phải ăn thịt mày. Được thôi, tao sẽ ăn thịt mày. Ăn đây. Được thôi. Cái tay nó cứ cạn ra hoài. Wow, nó luôn cái đầu rồi kìa. Nó luôn cái đầu rồi kìa. Anh này, làm phí một con rồi. Vậy là con này của em được không? À, ăn con này nè. Đúng rồi, ăn bù đi. Không, ảnh nói con là mày ăn luôn cái đầu rồi. Không có, tại vì em cái răng em á. Tao sẽ ăn đó là nhân vật hại dừa. Ăn đi. Đúng rồi đó, em đầu này nha. Nó hơi dài chút. Rồi, hay. Nó bé bé. Ôi, con nó dụ nó được ăn được ba con. Ơn cảm ơn cô. Đây, nó cũng coi ăn vô. Nè. Cô cục khô vô đây luôn đi. Thôi, ngay chung đó luôn. Cuối cùng thì cô nàng cũng vượt qua được nỗi sợ của chính bản thân mình. Ăn luôn dừa thôi mà, đặc sản đi. Mặt khác, ăn một con cũng góp phần bảo vệ dừa đấy nha.